Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Nội dung chương trình sẽ cung cấp đến quý khán giả những góc nhìn toàn cảnh, những vấn đề nóng hổi đang được dư luận quan tâm dưới góc nhìn chuyên sâu, đa chiều. Và không để quý vị phải chờ lâu, ngay bây giờ sẽ là nội dung có trong chương trình. Chi tiết phương án sáp nhập các phường, xã ở Hà Nội. Lao vào cơn sốt lan đột biến, nhiều người khuynh ra bại sản thế nào? Bất thường thị trường vàng, giá tăng phi mã, nhẫn tròn trơn khan hiếm. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Thành phố Hà Nội vừa xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Dự kiến phương án này sẽ được trình Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp chuyên đề cuối tháng 3 năm 2024. Sau đó, thành phố sẽ hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của Hà Nội giai đoạn 2023-2025, các quận, huyện, thị xã có đơn vị hành chính cấp xã phải sáp nhập gồm Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Đống Đa, Long Biên, Đan Phượng, Thường Tín, Quốc Oai và Sơn Tây. Trong đó, quận Đống Đa dự kiến sáp nhập 6 phường thành 4 phường. Cụ thể, nhập Khâm Thiên và Trung Phụng thành một phường mới, một phần của phường Ngã Tư Sở sẽ sáp nhập vào Khương Thượng, còn lại vào Thịnh Quang. Một phần của phường Trung Tự sẽ được sáp nhập với Phương Liên, phần còn lại nhập vào Kim Liên. Ở quận Hai Bà Trưng, thành phố đề xuất nhập 7 phường thành 4 phường, trong đó phường Đồng Nhân và Đống Mác thành đơn vị hành chính mới. Một phần của phường Cầu Dền vào phường Bách Khoa, còn lại sáp nhập vào phường Thanh Nhàn, phường Quỳnh Lôi được sáp nhập vào Bạch Mai. Tại quận Thanh Xuân, 4 phường được đề xuất sáp nhập thành 2 phường, gồm Thanh Xuân Bắc với Thanh Xuân Nam, Hạ Đình với Kim Giang. Tại quận Hà Đông, thành phố dự kiến sáp nhập 3 phường gồm Yết Kiêu, Nguyễn Trãi và Quang Trung thành một đơn vị hành chính mới. Tại quận Long Biên, 3 phường được sáp nhập để giảm còn 2 phường. Trong đó, một phần diện tích của phường Sài Đồng dự kiến sáp nhập vào phường Phúc Đồng và phần còn lại vào phường Phúc Lợi. Đối với thị xã Sơn Tây, phương án sáp nhập 3 phường vào một bao gồm Lê Lợi, Ngô Quyền và Quang Trung. Ở các huyện Ứng Hòa sẽ sáp nhập 14 xã thành 5 xã, các huyện còn lại là Đan Phượng, Thường Tín và Quốc Oai cùng có phương án giảm 4 xã. Hà Nội hiện có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, 579 đơn vị hành chính cấp xã. Trong giai đoạn từ 2023 đến 2025, qua rà soát và đối chiếu với các tiêu chí, Hà Nội dự kiến có 173 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp lại. Thành phố đã xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trình Bộ Nội vụ thống nhất thông qua. Theo phương án này, sau khi thực hiện việc sắp xếp, thành phố giữ nguyên 30 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 17 huyện, 12 quận và 1 thị xã. Đồng thời, dự kiến giảm 70 đơn vị hành chính cấp xã, chỉ còn 509 đơn vị, bao gồm 321 xã, 168 phường và 20 thị trấn. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, sau khi sắp xếp, thành phố sẽ phải thực hiện bố trí lại số lượng cán bộ, công chức dôi dư, trụ sở, tài sản công tương đối lớn. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, có những đơn vị hành chính, dù diện tích nhỏ, dân số lớn nên thuộc diện phải sắp xếp, nhưng không được thực hiện trong 2 năm tới. Cụ thể như quận Hoàn Kiếm có diện tích tự nhiên là 5,35 km2, nhưng dân số lại hơn 212.000 người. Quận Đống Đa có diện tích 9,94 km2, nhưng dân số là 325.000 người. Nội dung thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn dự kiến được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối tháng 3 tới đây. Khoảng 2 tuần trở lại đây, thị trường lan đột biến hay còn gọi là lan va có dấu hiệu nóng trở lại khi xuất hiện nhiều cú bắt tay giao dịch với giá trị hàng trăm triệu đồng. Trong đó, các loại lan va được tìm kiếm nhiều nhất là 5 cánh trắng Bảo Duy, Tuyết Đỉnh Hồng, Vĩnh Khang, Đại Cát và Ngọc Sơn Cước. Một người chơi lan va ở Phú Thọ cho biết, trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các loại lan va như Ngọc Sơn Cước, Bảo Duy dù có đắt thì giá cũng chỉ vài 3 triệu đồng, một chậu to nếu chuẩn cây. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều người bắt tay giao dịch và đăng trên mạng xã hội với giá từ vài chục triệu đồng 1cm cho cây 5 cánh trắng Bảo Duy, Tuyết Đỉnh Hồng. Và mới đây nhất, trên mạng xã hội xuất hiện clip giao dịch chậu lan Tuyết Đỉnh Hồng với giá cả trăm triệu đồng một cây vài cm hoặc clip vài chục nhà vườn tập trung để mua cây. Dẫu vậy, nhiều người chơi hoa cho rằng đó chỉ là cách một số nhà vườn lớn bắt tay nâng giá lan va để lùa gà. Một chủ vườn ở Thanh Hóa cho biết, bản thân anh cũng sở hữu một số loại hoa lan như Bảo Duy, Ngọc Sơn Cước. Tuy nhiên, khi liên hệ thì những người hỏi mua, họ trả giá rất rẻ, thậm chí còn hỏi vòng vo và cuối cùng là từ chối không mua.
Theo chủ vườn này, thì đây là chiêu trò của những nhà vườn lớn dẫn dắt để những người tham lao vào đầu tư mua lan va trong vườn của họ. Tuy nhiên, người dân bây giờ cũng tỉnh bởi bài học năm 2021-2022 đã khiến nhiều người mất nhà cửa, đất đai, thậm chí lâm vào cảnh nợ nần. Giáo sư Trần Duy Quý, Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh Hoa Lan Việt Nam cho biết, gần đây giá lan va có nhích hơn so với trước đó. Lý do là vào mùa làm giống nên anh em chơi hoa lại trao đổi nhiều hơn. Hơn nữa, sau một thời gian trồng, chăm sóc, lan va đã trổ bông, người chơi đã biết được mặt bông hoa chứ không còn tù mù và mua sai cây như trước. Giáo sư Trần Duy Quý cũng cho rằng, dù giá lan va có nhích hơn nhưng chưa bằng 1/1000 so với lúc sốt. Hiện lan va đã trở về với giá trị thực của nó, tức là phù hợp với túi tiền của đa số người tiêu dùng và ai cũng có thể chơi được. Trước đó, vào cuối năm 2021, đầu năm 2022, lan va đã tạo nên cơn sốt trên thị trường khi giá được đẩy lên rất cao. Thời điểm sốt, loại 5 cánh trắng Bảo Duy có giá từ 2-3 tỷ đồng 1cm, 5 cánh trắng Ngọc Sơn Cước có giá 1 tỷ đồng 1cm, Bạch Tuyết khoảng 100 triệu đồng 1cm, loại lan va rẻ nhất là 5 cánh trắng Hiển Oanh cũng có giá khoảng 5 triệu đồng 1cm và 5 cánh trắng Phú Thọ khoảng 1,2 triệu đồng 1cm. Thậm chí nhiều người còn mua lúa non, tức chưa thấy cây đâu nhưng đã đặt vài trăm triệu đồng để mua lan va. Đến giữa năm 2022, thị trường lan va trầm lắng và năm 2023 thì xuống đáy, trở về với giá trị thực. Đến cuối năm 2023, chỉ từ 100.000 đồng, người chơi có thể mua một chậu lan va to. Thậm chí là lan va đã có nụ, có hoa như Hiển Oanh, Phú Thọ, chỉ khoảng 200.000 đồng với một cây từ 1 đến 2 thân. Theo tìm hiểu, cơn sốt lan va năm 2021-2022 đã đẩy nhiều gia đình vào cảnh tan cửa nát nhà và nợ ngân hàng. Đơn cử như một chủ trang trại ở Tuyên Quang cho biết đã đầu tư vài cây, chỉ trong 2 tuần thì đã có lãi 500 triệu đồng. Ham quá, người này đã huy động người thân, anh em rồi vay lãi đầu tư vào vườn lan va. Tuy nhiên, sau một thời gian, thị trường lan va sập, chủ trang trại này đã phải bán hết đất đai, nhà cửa, tài sản nhưng vẫn chưa hết nợ. Hiện gia đình vẫn còn nợ khoảng 10 tỷ đồng, từ một chủ trang trại có chục tỷ tiền tiết kiệm, đất vài mảnh nhưng chót vào lan va, gia đình anh đã mất hết. Và bây giờ thì anh xác định làm cả đời cũng chưa hết nợ. Những ngày qua, tại nhiều cửa hàng mua bán vàng trên phố Trần Nhân Tông, Cầu Giấy, Hàng Bạc, Hà Trung, Hà Nội, khi hỏi mua vàng nhẫn trơn tròn đều nhận được thông tin không có hàng hoặc hết hàng. Tại chi nhánh SJC miền Bắc trên phố Giang Văn Minh, nhân viên ở đây cho biết không còn nhẫn tròn trơn. Khi hỏi các loại vàng miếng SJC truyền thống, một chỉ thì cũng chỉ nhận được câu trả lời là không có. Trong khi đó, nhân viên tại chi nhánh SJC ở 18 Trần Nhân Tông cho hay không còn loại nhẫn một chỉ còn loại vàng nhẫn 0,5 phân và vàng miếng SJC cũng chỉ có loại một lượng, loại vàng miếng một chỉ cũng không còn. Thực tế, những ngày qua, không ít tiệm vàng ở Hà Nội báo cháy vàng nhẫn, chỗ khác lại báo cháy vàng miếng. Không chỉ khan hiếm, giá vàng trong nước cũng tăng phi mã. Các doanh nghiệp vàng như Bảo Tín Minh Châu, Doji niêm yết giá vàng nhẫn lên tới hơn 66 triệu đồng một lượng. Theo đó, công ty vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn loại vàng 4.9 tới 65,13 triệu đồng một lượng mua vào, 66,23 triệu đồng một lượng bán ra, là mức cao nhất từ trước đến nay. Công ty Doji cũng niêm yết giá bán vàng 4.9 ở mức cao, dao động từ 65,75 đến 66 triệu đồng một lượng. Giá vàng miếng SJC giao dịch tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn khu vực Hà Nội ở quanh mức 77,1 đến 78,9 triệu đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng so với kết phiên ngày 28 tháng 2, chênh lệch mua vào bán ra ở mức 1,8 triệu đồng một lượng. Dù trên thế giới, giá vàng đã đảo chiều, giảm từ 5,7 đô la Mỹ một ounce và đứng giữa ngưỡng 2.032,2 đô la Mỹ một ounce. Giới chuyên gia nhận định, trong bối cảnh lãi suất gửi tiết kiệm của hầu hết các ngân hàng duy trì ở mức dưới 5% một năm, nhiều người dân đã chọn vàng là kênh đầu tư, tích lũy tài sản, khiến giá của kim loại quý này ở trong nước những ngày qua liên tiếp duy trì ở mức cao. Giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá thế giới từ 18 đến 19 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn cũng tăng liên tiếp, vượt 65 và 66 triệu đồng một lượng. Kể từ sau các quyết sách điều chỉnh thị trường vàng miếng, vàng nhẫn, trang sức đang có xu hướng leo cao so với SJC truyền thống. Người dân có xu hướng mua vàng nhẫn trong gần 2 tháng đầu năm vừa qua là do giữ vàng nhẫn. Vàng trang sức có thể có lãi hơn vàng miếng. Nhiều người lo ngại rằng nếu Ngân hàng Nhà nước thay đổi chính sách quản lý thị trường vàng, xem xét lại việc độc quyền, giá vàng SJC có thể giảm mạnh, về gần hơn so với giá thế giới quy đổi. Bên cạnh đó, tháng 1 và tháng 2 năm 2024 cũng là thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán, nhiều người tổ chức đám cưới, nhu cầu của loại vàng này lại tăng cao.
Bên cạnh đó, việc các cơ quan chức năng đẩy mạnh triệt phá các đường dây mua bán vàng lậu trong vài năm qua, trong đó có vụ khởi tố chủ tịch công ty vàng Phú Quý về tội trốn thuế và liên quan đến đường dây buôn lậu 3 tấn vàng từ Lào về Việt Nam vào hồi giữa năm 2023 cũng có thể khiến nguồn cung vàng nguyên liệu trên thị trường khan hiếm hơn. Tiêu thụ vàng trang sức trong nước được dự báo sẽ tăng trưởng dương trong năm 2024 khi nền kinh tế phục hồi mạnh hơn và thu nhập của người dân được cải thiện. Theo SSI Research, mức tiêu thụ trang sức kỳ vọng tăng ở mức một chữ số trong năm 2024 sau khi giảm khoảng 10% vào năm 2023. Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam đề nghị Ngân hàng Nhà nước giải bài toán nguồn cung, cho phép các doanh nghiệp lớn có uy tín nhập khẩu vàng nguyên liệu để đáp ứng nhu cầu vàng trang sức, vàng nhẫn, qua đó thu hẹp khoảng cách với giá của thế giới. Cùng với đó, doanh nghiệp kiến nghị sớm sửa đổi Nghị định số 24 năm 2012 về quản lý kinh doanh vàng theo hướng cho phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng SJC, tăng cung cho thị trường. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn nút subscribe kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.